Đúng rồi. Thì đậu trâu luôn nè. Cô có giò bấm nữa. Nè. Bơ mư nè. Bơ mư hôm qua hơi chậm ngâm cam lớn tuổi nghe ngang. Mua bơ mư. Mà nó ra đời bét, mà bữa nay nó ra đời trung quả bơ mư nè, cơm tôm nè, ngày chín nè. Bả ngày chín thân bả đây nên nó mua ngày chín thân bả mà sao có sari của nó bóng tà là có bụng hơi sari mà đây nó mua chắc mấy người nè. Sao sari của nó bả cho mua 5 tàu. Để 6 tàu. 6 tàu bơ mư cơm tôm. Phải không? Đúng rồi, về vậy thôi. Anh giàu có được. Được rồi, trúng rồi đó, 30 nè. Đưa cô thử nhanh. Mấy à, mới trúng à? Đúng rồi. Có mua giấy số thầy mâm thầy mua. Dạ không. Rồi vậy gỡ bọt, trúng bọt. 30 buồn. Hơi chậm vợ ông qua ngay lấy 30. Mà nó ra đờ bét, mà nay là nó ra đờ công tâm 30. Dùng ăn. Ở vô vỏ đâu, vậy vậy vỏ đâu. Có nó vỏ, để có nó nghe nó nói. Ờ. Không tạ. Nghe thôi. Ờ, để đâu. Rồi chung tiền. Ủi, tưởng nó dễ gì mà ủi. Giờ đây giờ tốn. Còn giờ ngủ nghe, là 50 triệu lẻ. 50 triệu xa là giờ ngủ là giờ. Dạ trúng ân ủi là nam số 50 triệu một tờ. Ừ. Chào chưa. Còn trúng khiên khích nha. Kiếm khiên khích là 6 triệu lận. À, còn ở đây là trúng cho tóm. Vậy là giống cho tóm á. À cho tóm 4 tờ 400. Ừ. Cái đây không có đóng thế gì á. Con mua con vợ chứ. Mua ai cho lẻ chứ. Quý mày nè. À. Nhà bé ở đâu thấy quen quen. Còn sớm nè chú. À rồi 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 với nè. Rồi rồi rồi. À la quá không gặp nè không nhớ. Không có gì. Ô. Mà trúng số là non quá rồi. À nãy dạy do cái điện thoại của con bé kia nó to đó, dạy vô tự là bé á. Nó ra cái hình thức là y cái đờ bét á. Đúng rồi rồi rồi, 30. Vậy mà nó không biết nó kêu là hơi con à, trúng đặc biệt hơi con là vậy đặc biệt á, trúng hơi con sau 30. Mà nó không biết là cái hơi con là ở trên đào. Dạ được rồi.